Ngày 28 tháng 2, Trường Mầm non Tân Dương tổ chức chương trình Bé Vui Hội Xuân năm 2024. Tới sự có lãnh đạo xã Tân Dương cùng các ban ngành đoàn thể của xã, các bậc phụ huynh và toàn thể các cháu học sinh trong toàn trường, với mong muốn giúp các con biết gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, biết đến những ngày hội, ngày lễ và các trò chơi dân gian của địa phương. Tại chương trình Bé Vui Hội Xuân, các cháu và các cô giáo cùng các bậc phụ huynh đã được trải nghiệm rất nhiều hoạt động như biểu diễn các tiết mục văn nghệ vui nhộn với chủ đề Mùa Xuân, ca ngợi tình yêu đất nước. Tiếp đó là các trò chơi dân gian như tung còn, kéo co đã thu hút đông đảo các cháu ở các lứa tuổi tham gia. Bên cạnh đó, các cháu còn được tham gia nhiều trò chơi khác và đặc biệt là được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng của các khối học tổ chức đã thu hút nhiều các bé và các cô giáo phụ huynh cùng tham gia. Các khối học của nhà trường đã tham gia trưng bày các sản phẩm ẩm thực tại các gian hàng với các sản phẩm phù hợp với các bé. Các đồ dùng trang trí và thực phẩm tại các gian hàng trưng bày gần gũi với ngày Tết truyền thống của dân tộc và là đặc sản của quê hương Định Hóa. Cũng nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo xã Tân Dương, các ban ngành đoàn thể, đại diện các doanh nghiệp, hội cha mẹ học sinh đã trao quà cho nhà trường.